tới người mẫu số đo cho sản phẩm nội y và đồ tắm, Lee Hani-un là cái tên nổi đình nổi đám, được mệnh danh thiên thần nội y. Lee Hani-un sinh năm 1995, hiện đang làm việc và sinh sống tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m60, Lee Hani-un không thua kém các chân dài đình đám trong nghề, được nhiều thương hiệu nội y, đồ tắm ưu ái. Không chỉ là người mẫu nội y tiếng tăm, mỹ nhân 9X cũng nổi bật trong giới Unjang, Hot Boy, Hot Girl ở Hàn Quốc. Lượng người theo dõi Lee Hani-un trên Instagram đã vượt quá con số 1,1 triệu. Điểm thu hút của Lee Hani-un là sự tương phản giữa gương mặt, thiên thần và thân hình gợi cảm, quyến rũ. Nếu gặp lần đầu tiên, khó có thể tưởng tượng cô gái có gương mặt, búng da sữa, lại chọn phát triển sự nghiệp theo hướng táo bạo như vậy. Đối lập với vẻ ngoài ngây thơ, Lee Hani-un có vóc dáng rất nóng bỏng, với số đo vòng 182cm, 70cm, size quần là 90S và nặng 47kg. Có lẽ vì thế, những xuất hình nội y của cô không hề bị phản cảm mà đầy ngọt ngào, cuốn hút. Cạnh những lời ca tụng, Lee Hani-un vẫn phải đối mặt với những chỉ trích từ cộng đồng mạng vì theo đuổi định hướng người mẫu gợi cảm khi còn quá trẻ. Về đời tư, Lee Hani-un đang hẹn hò với bạn trai lớn hơn nhiều tuổi. Tuy nhiên, qua hình ảnh đăng trên Instagram, khoảng cách tuổi tác không gây trở lại đến tình cảm của cặp đôi. Hơn thế, bạn trai của mỹ nhân 9X cũng không ngại cùng bạn gái thể hiện các hành động nhắn nhít, trẻ con trên mạng xã hội. Mới đây, thiên thần nội y Hàn Quốc đã đến thăm Việt Nam, tham quan nhiều điểm nổi tiếng như Hội An, miền Tây sông nước. Được biết, đây không phải lần đầu cô đến đất nước hình chữ S.